Thôi bây giờ mình vô bài chính thôi. Đây à, hôm bữa là mình làm bài này đúng không? Cho một cái đồ thị này đúng không? Hôm bữa mình đã dành rất nhiều thời gian để mình tìm hiểu cái đồ thị này, để mình thấy rằng có những cái điều sai sót rất cơ bản. Chẳng hạn như cái màu xanh này mà mình lại coi nó là phần là 1000 USD đúng không? Mình coi sai đơn vị. Đó, màu xanh này mình phải biết nó là cái gì, mình phải đọc chú thích. Màu xanh này là GDP growth được tính theo phần trăm, nghĩa là mình phải giống qua đúng cái cột. Rồi cái màu cam này là cái gì, mình phải giống cho đúng. Được không? Mình đã học rất nhiều về cách viết chấm phẩy, phải không ạ? À? Mình học một số cái lỗi cơ bản. Chẳng hạn như là chữ thousand có s hay không có s, vân vân chẳng hạn vậy. Rồi mình đã học cái cách làm sao để viết một câu cho đủ ý, đủ năm thành phần ở mức độ cơ bản, đúng không ạ? Và bài tập về nhà của mình đã cho các bạn 3 level luôn ha. Nhưng mà hôm nay mình nhận được các bài của các bạn đó, thì các bạn chọn level 3 luôn, viết cả bài luôn. Cho nên mình sẽ chấm theo cái mức độ là cả bài. Rồi, và làm sơ sơ cái nha. Những bạn mà đã nộp bài rồi mình đã sửa rồi đây nè. Đó, 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 quá trời luôn. Nhưng mà lần này có khác với những lần trước một chút xíu, đó là toàn bộ phần sửa bài của mình đều ghi bằng tiếng Anh. Thì nếu quý vị có thắc mắc, không hiểu chỗ nào đó, nhớ hỏi. Tất cả những bài sửa này đã được gửi vào trong nhóm Zalo rồi đó. Rồi, vậy nha. Giờ làm mẫu nè. Ok. Một cái bài IELTS Writing Task 1. Nó cần phải có ít nhất là 3 đoạn. Đoạn introduction, tức là đoạn mở bài. Ơ kìa. Rồi, mở bài nha quý vị, mở bài. Rồi, thứ hai là đoạn body 1, tức là đoạn thân bài thứ nhất. Body 2 là đoạn thân bài thứ hai. Và nếu ai thích thì có thể có thêm một cái conclusion, tức là đoạn kết bài nữa. Nhưng mà cái này không bắt buộc. Không bắt buộc đâu nha mọi người. Chỉ cần 3 đoạn ở trên là tốt lắm rồi. Ủa, tại sao lại phải chia đoạn làm gì vậy? Bởi vì 4 tiêu chí chấm thi của IELTS nó gồm có, thứ nhất là tiêu chí về đạt yêu cầu, đúng đủ đạt, quy tắc 3D đúng không ạ? Thứ hai đó là gì? Mạch lạc, liên kết và có tổ chức. Thứ ba là về từ vựng đúng không ạ? Thứ tư là về ngữ pháp đúng không ạ? Đây là 4 tiêu chí để mình phải dựa vào đó để mình xử lý cái bài của mình cho nó phù hợp. Trong đó, việc chia đoạn sẽ giúp các bạn ghi điểm trong tiêu chí số 2 ở khâu tổ chức. Bởi vì cách mình chia đoạn văn nó sẽ thể hiện được kỹ năng viết lách của mình. Mình có biết nhóm thông tin hay không? Bởi vì mỗi một đoạn văn phải chuyển tải một nhóm thông tin giống nhau. Hoặc là có một cái ý nghĩa nhất định. Chứ đâu có phải là mình viết 10 câu xong cái mình thích thì mình ngắt làm đôi. Thế là được hai đoạn, đâu phải, đâu phải, không phải. Mình phải biết chọn lọc, mình phải biết tổ chức làm sao để viết được một đoạn văn hoàn chỉnh. Thì chính vì vậy mà cái việc chia đoạn này nó thể hiện là bạn có biết tổ chức và nhóm thông tin của bạn hay không. Do đó rất khuyến khích mọi người chia đoạn cho mình. Rồi, đối với đoạn mở bài thì sẽ nên có hai câu sau đây. Thứ nhất là câu gọi là the graph shows gì đi cho nó dễ ha. Tức là câu giới thiệu đồ thị. Rồi. Câu thứ hai đó là câu overall phẩy cái nó ghi gì đi cho nó dễ hiểu, hay lớp cơ bản nói những cái ngôn ngữ dễ hiểu là được ha, không cần phải nói những cái gì academic. Nghĩa là gì? Tình hình chung, nhận xét chung. Trong một đoạn nha các bạn. Mở bài thì sẽ phải có hai câu này. Ở trong các bạn gửi bài về đó thì có một số bạn ghi cái câu này ở cuối cùng, tôi cũng đã có nhắn nhủ rồi đó. Cái việc đó thì cũng không có sao. Chỉ là theo quan điểm cá nhân, rất cá nhân của tôi, chứ cái quan điểm này nó không có được ghi ở trong cái tiêu chí chấm thi nha. Thì theo tôi, cái phần chung chung đó đó
nên đặt ở đầu. Và nếu được thì các bạn đặt thêm ở cuối. Bởi vì trong những cái quá trình mà tôi tác nghiệp thì tôi nhận thấy như vậy. Sau cái phần giới thiệu bài mình sắp nói hoặc sắp viết thì nên có một cái gì đó tổng quan, thì khán giả và người đọc sẽ theo dõi mình dễ hơn. Giống như vừa rồi đó, trước khi tôi đi vô cái phần sửa bài cho các bạn, là tôi đã nói ngày hôm nay mình có những cái gì, mình đang ở đâu trong vị trí đó, thì các bạn cảm thấy nó thân thiện hơn đúng không? Thì tôi thấy là cái này là kinh nghiệm của tôi chia sẻ với lại các bạn, và cũng là kinh nghiệm của thầy chia sẻ lại với các em đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau này khi mà mình lớn lên, mình thuyết trình, mình trình bày với nhà tuyển dụng hay là mình xin học bổng gì đó, nên đưa cái phần chung chung vào đầu để cho người ta biết là mình chuẩn bị nói cái gì. Rồi, vậy nha các bạn. Tiếp theo đó là với đoạn thân bài 1, như tôi đã nói hồi nãy, mỗi một đoạn thân bài phải có một chức năng nhất định. Thì nhìn vô đây dễ quá, trời ơi, hai đường hai màu khác nhau thì chắc chắn là mỗi một đoạn thân bài sẽ nói về một đường tách biệt giùm. Ok, vậy thì tôi nói một cách sơ sơ ha. Đoạn thân bài 1 nói về màu cam, đoạn thân bài 2 nói về màu xanh ha, vậy đi cho dễ. Ok. Nói về màu cam. Đoạn thân bài 3 nói về màu xanh. Đôi khi chúng ta sẽ cần phải có sự so sánh giữa hai đoạn nữa đó, chứ không phải không đâu. Nhưng mà mặc dù vậy đó, các bạn nhìn vô đây, hai cái này sao so sánh được? Các bạn nghĩ sao hai cái này so sánh là sao? Tại vì hai cái này là hai cái item khác nhau mà, có gì đâu so sánh. Một bên được tính bằng ngàn đô, bên tính bằng phần trăm, sao so sánh? Cái mà mình có thể so sánh được là cái pattern, tức là cái sự tăng giảm đó. Thì mình so sánh được đúng cái yếu tố đó thôi, chứ mình không có so sánh các giá trị với nhau. Phải không ạ? Đấy. Chẳng hạn như mọi người thấy cái chấm màu xanh này nó thấp hơn cái cột màu cam, mình không thể nào nói rằng cái màu cam lớn hơn cái màu xanh, nó không có ý nghĩa trong cái chuyện đó. Không so sánh cái đó nha. Rồi. Vậy tôi ghi luôn, nếu cần so sánh chỉ so sánh cái dạng thay đổi, tức là cái pattern. Hết. Rồi. Và trong mỗi một đoạn thân bài thì chúng ta cũng nên đi từ hướng chung tới chi tiết các bạn. Chung cho tới chi tiết. Nếu mà đoạn thân bài mình nói dài thì sau đó mình lại tổng kết lại một lần nữa. Tất cả những cái này nó không chỉ là để các bạn đi thi IELTS đâu, mà còn được sử dụng trong đời sống nữa đó. Và không chỉ trong tiếng Anh mà là trong tiếng Việt nữa đó. Nãy giờ tôi chưa có nói một chút xíu gì về tiếng Anh luôn. Tôi chỉ nói về cái cách hành văn thôi. Vậy ha. Rồi bây giờ mình thị phạm tí teo thôi nha. Còn mọi người có thể coi các bài của các bạn mình viết ở dưới. Trời ơi hay lắm. Chưa bao giờ tôi thấy mà một cái buổi sửa bài mà tôi lại tâm đắc với những bài gửi về như là lần này. Hay nhất trong suốt quá trình tôi hướng dẫn lớp IELTS Writing từ trước tới giờ. Rồi mình làm sơ sơ thôi. Mình coi là mình truyền cảm hứng cho các bạn thôi nha. Mở bài gì đây? À, đồ thị viết gì đây? Nè, nguyên này chép xuống thôi. Thí dụ ngôn ngữ của tôi quá nghèo nàn, tôi không biết phải làm như nào, tôi chép nguyên này xuống vậy thôi. Bỏ chữ below đi. The chart shows how Vietnam's đó, vân vân. Ghi y chang. The graph shows how. Đọc để quan coi how gì đây? How Vietnam's property evolved. How Vietnam's property evolved over 25 years đó. Tất nhiên những bạn nào mà giỏi về từ vựng thì người ta sẽ biến đổi cái câu này sao cho nó linh hoạt mà nó vẫn đúng cái nghĩa như vậy. Các bạn làm ở dưới rất tốt, mọi người có thể tham khảo ở dưới. Còn ở đây tôi thị phạm để các bạn thấy rằng cho dù mình không có được nhiều từ vựng, mình vẫn làm được. Rồi, chép nguyên si nha mọi người. Nhớ bỏ cái chữ below. Cái đó quan trọng á. Chép mà không bỏ chữ này đi là hơi kỳ. Tại vì trong đề thi, ngay bên dưới câu này là một cái đồ thị. Cho nên người ta có chữ below là bên dưới. Nhưng mà trong bài làm của mình, bên dưới đâu có cái đồ thị nào đâu. Đừng thêm chữ below vô ha. Rồi. Xong. Nhận xét chung, nhận xét làm sao? Giờ nhận xét chung làm sao giờ? Hồi nãy tôi nói rồi đó.
mình có thể so sánh một cách sơ bộ cái màu xanh với cái màu màu cam. Rồi. Vậy thì các bạn thấy cái màu cam nó tăng đều, còn cái màu xanh nó biến động, vậy là đủ rồi. Đừng có ghi chi tiết nhiều. Tại không? Overall mà, nghĩa là chung chung mà, ghi chi nhiều. Rồi, overall sao? Cái màu xanh là cái màu cam trước đi. GDP per capita. GDP per capita, đúng không? Chép lại y chang, có thay đổi gì đâu. Tăng, giờ tôi ghi cái này để lát nữa mình dịch sang tiếng Anh sao ha. Tăng tăng đều, trong khi, cái chữ trong khi là để có cái sự đối chiếu, trong khi cái màu xanh thì nó biến động. Trong khi cái màu xanh là cái gì? GDP growth, đúng không? The GDP growth biến động suốt cái quá trình thời gian đã cho. Ai biết cái chữ đó thì ghi vô, còn biết thôi chấm đây cũng được, cũng sao chứ. Không, ai biết ghi vô ha, over the period. Trong suốt cái khoảng thời gian đó. Rồi, tăng đều và biến động. Những cái ngôn ngữ này tôi đã có gửi cho các bạn ở trong cái slide. Quý vị nào mà không có học buổi thứ tư tuần trước có thể coi lại cũng được. Còn nếu không, 4 tháng sau sẽ được học lại bài này. Tôi sẽ lại gửi lại. Ok. Giờ đây thì tôi mặc nhiên là mọi người đã biết rồi ha, khỏi phải lật qua lật lại mất thời gian của lớp. Tăng đều, increased gradually. Nhớ chia thì giùm. Thì quá khứ nha. Bởi vì sao bởi vì tất cả những cái mốc thời gian ở trong đây đều là quá khứ nè, từ 95 tới 29. Mình phải tự giác chia thì cho đúng, nếu không là mình sẽ bị trừ điểm ngữ pháp. Rồi, trong khi là chữ while. Cứ học mỗi ngày một chút vậy ha. The GDP growth biến động là fluctuated. Fluctuated. Rồi hết, chỉ cần vậy thôi, đừng có ghi số liệu vô làm gì. Nhớ thêm này vô. Xong, vậy là tôi đã có xong đoạn mở bài. Nhưng mà nhớ là gì? Đoạn mở bài thì phải ghi cho nó đúng giống một cái đoạn văn, chứ đừng có ghi gạch đầu dòng nha. Dấu gạch đầu dòng không được chấp nhận trong văn học thuật nha các bạn. Các bạn chỉ làm nháp thì ok, chứ đã viết thì phải viết cho giống vậy nè. Đó, nhìn nó mới ra cái đoạn văn. Xong ha. Rồi, giờ tới thân bài. Tôi làm một cái thân bài sơ sơ thôi. Còn những cái khác, các bạn làm tương tự hoặc coi cái model của các bạn mình làm. Rồi, giờ chọn gì? Chọn cái khó đi ha. Còn cái màu cam dễ quá rồi, phải không? Chọn cái khó đi. Là cái biến động này đi. Cái GDP growth. Vậy thì việc đầu tiên mình làm là mình phải cho độc giả biết mình chuẩn bị nói cái gì. Cái đó là, vậy là nói cái màu xanh trước nha. Nói cái màu xanh nè. Đây, cái màu xanh này đi. Rồi. Cho khán giả biết bằng cái cách when it comes to. Cái này tôi cũng đã có cho trong cái slide. Ai cần gửi slide cuối giờ nó lại tôi gửi lại cho. When it comes to màu xanh, the GDP growth. Đó. Khi nói về cái GDP growth thì sao? Hồi nãy tôi có nói là mình phải đi từ chung rồi mới tới chi tiết. Rồi nếu mà đoạn của mình dài thì mình quay lại cái chung một lần nữa. Vậy thì cái chung là gì? Nhìn vô đây. Cái chung là nó biến động đúng không? Nãy nói rồi. Giờ không lẽ lặp lại. Lặp lại thì cũng được. Khi mình lặp lại nhìn chung ta thấy nó biến động thì mình cũng viết được một câu. Vẫn được cái điểm là mày biết viết câu chung chung. Rồi nếu các bạn biết cách gọi là thay đổi từ vựng cho nó linh hoạt thì các bạn được thêm điểm từ vựng nữa. Nhưng mà tại sao mình không dùng một mũi tên bắn ba con chim, là vừa viết được một câu chung chung để ăn cái điểm tổ chức, vừa viết một câu có từ ngữ khác để ăn điểm từ vựng, và viết một cái câu có ý nghĩa để đạt được luôn cái điểm đúng đủ đà. Vậy thì tôi sẽ không có lặp lại cái ý là cái này nó biến động nữa, mà tôi sẽ nói là nó dao động từ đâu đến đâu. Nhìn đây nè, các bạn thấy nó dù nó có biến động cỡ nào đi nữa thì nó cũng chỉ đi từ nhiêu đây nè, khoảng 4 rưỡi cho tới 9 rưỡi, phải không?
khoảng khoảng gì đi. Rồi, vậy thì tôi ghi đây ha. When it comes to the GDP growth, the figures, những giá trị, ranged, dao động from 8,5 tới 9,5 đúng không? 8.5% đến 9.5%. Ủa, không phải 8,5 mà là 6,5, 4,5. Nhưng mà chỉ là trong cái suốt cái khoảng thời gian đó thôi ha. Nhưng mà thôi khỏi ghi cái đó cũng được, bởi vì cái khoảng thời gian đó nó đã được ngầm hiểu xuyên suốt cả một bài rồi. Mình không cần lặp lại chi cho nó lê thê. Rồi tới đây xong. Và ai cẩn trọng, ai mà có phản xạ về cái lời ăn tiếng nói của mình sao cho chỉnh chu, thì sẽ biết rằng 4.5 và 9.5 này chỉ là ước lượng mà thôi. Vậy thì mình phải thêm cái gì vô nữa? Nhớ học cái phản xạ đó nha. About, ngôn ngữ của sự ước lượng. Và tôi quá nghèo nàn, ngôn ngữ đúng rồi đó chị Nương. About, around, vân vân, chị Nương rất là nhớ bài. Rồi approximately, roughly, virtually, almost, nearly, tất cả những cái đó tôi đã cho các bạn hết rồi. Cứ về luyện tập thật nhiều, mình ngó cái bảng từ vựng xong mình viết một câu, mình ngó cái bảng từ vựng mình viết một câu, thì mình mới nhớ được mấy cái từ đó, mình mới có phản xạ như tôi. Còn các bạn cứ ngồi học thuộc lòng thì không bao giờ có phản xạ, được không? Nhưng mà bây giờ tôi chỉ sử dụng chữ about thôi, để các bạn thấy rằng từ vựng của tôi nghèo nàn tôi vẫn viết được. Ok, rồi. Xong cái câu chủ đề. Bây giờ tới cái phần đi cụ thể nè, chung xong rồi giờ tới riêng. Rồi riêng thì mình viết viết từ từ thôi. Nhưng mà nhớ là đừng có, đừng ai dại dột viết từng cục, từng cục, từng cục, từng cục, từng cục, từng cục, từng cục vậy nha, đừng nha. Mình sẽ chia theo những cái main feature. Nhìn vô đây, người ta đã khéo léo để cái chữ main features, nghĩa là đặc điểm chính, thì mình chia sao cho nó thiệt là chính giùm tôi. Để tôi chiếu cho các bạn cái này, để mọi người dễ hình dung. Thực ra chia nó thành 4-5 khúc là đã có quá trời thứ để nói rồi các bạn ơi. Nhiều thứ để nói lắm. Chẳng hạn như đây, theo như cái đề này tôi sẽ chia thành những khúc sau. Dùng màu xanh lá cây chia nè. Rồi tất chắn là từ đây cho tới đây sẽ là một khúc của tôi. Và tôi đánh giá cái này là giảm mạnh. Giảm, tôi dễ với mũi tên xuống để tôi tự biết, tự quy ước cho tôi. Mạnh tôi để dấu cộng, nhẹ tôi để dấu trừ. Rồi sau đó là tăng đúng không? Tăng lên đến đây là tăng mạnh luôn. Tại vì cái đường nó dốc, cho nên tôi để cái dấu mũi tên lên và dấu cộng, tức là tăng mạnh. Phải không? Rồi cái này nó có giảm chút xíu mà hơi kệ nó. Mình cứ cho là nó tăng luôn đi các bạn. Nguyên khúc này coi như là nó tăng nhẹ đi các bạn. Tăng nhẹ. Chính mà. Mấy cái này bỏ qua đi ha. Rồi sao nữa? Giảm xuống đây phải không? Rồi từ đây xuống đây giảm. Giảm nhẹ là đủ rồi. Còn ai mà gọi là giỏi hơn thì sẽ xài cái khác. Nhưng mà thôi cái đó ai muốn biết cuối giờ hỏi. Tôi chỉ cho cái cách làm sao vừa thể hiện cái sự biến động mà vừa giảm nữa. Cuối giờ đi, còn giờ tôi cho cơ bản là được. Giảm nhẹ ha mọi người. Rồi từ đây lên đây là gì? Lại tăng nhẹ đó. Như vậy mới gọi là chọn và ghi những cái main features đó các bạn. Được không? Rồi giờ mình làm he. Ok. Xin được làm như sau. Đầu tiên là cái con đường đầu tiên nè mọi người, phải không? Vậy thì nó chính là giảm mạnh. Các bạn biết rồi. Giảm mạnh đúng không? Là decrease, nhớ là năm thông tin nhớ nha. Decrease là giảm. Sau đó là gì tới gì? Nhớ chưa thì? Tới mức độ.
giảm mạnh là decrease sharply. Những cái này tôi đã cho các bạn từ vựng hôm bữa hết rồi ha, mọi người làm rất tốt. Giảm xong làm gì nữa? Tới giá trị minh họa đúng không? Nè, này là nhiêu? 9,5%. Em nhớ coi chụp chụp cho nó đúng nha. Cái đường màu xanh là cái đường ở bên trái nha mọi người, phần trăm đó. 9,5% giảm xuống còn 4,5%. Tức là from 9,5% to 4,5%. Đừng quên ngôn ngữ của sự ước lượng. Được mấy khúc rồi? Hành động rồi, mức độ rồi, giá trị rồi. Thêm chủ ngữ vô nữa. The rate. Ủa đúng không? Mấy cái này là rate gì nữa? GDP growth được thể hiện bằng tỷ lệ thì tôi ghi chữ the rate. Còn ai không biết chữ the rate, gọi là từ vựng mình quá nghèo nàn, hãy sử dụng chữ value cho tất cả mọi trường hợp. Đều được hết. Rồi được rồi. Chủ ngữ 1, hành động 2, mức độ 3, giá trị 4 và cuối cùng là thời gian là 5 nha. Thời gian là nhiêu đây? Từ 95 tới 99. Between 1995 and 999. Rồi, vậy là xong, quá đơn giản. Còn một số bạn giỏi hơn ở dưới, lát các bạn coi sẽ thấy là trời ơi, ngôn ngữ linh hoạt lắm. Trong vòng 4 năm đầu tiên của quá trình, trời ơi quá xuất sắc đó. Lớp mình nhiều bạn viết hay lắm. Đó. Hay là ai giỏi nữa thì thấy là nửa sau thập niên 90. Đúng không? Từ 95 tới 99 là nửa sau thập niên 90 chứ còn gì nữa. Nhưng mà cái đó là tôi nói thôi, chứ trong lớp mình không có ai nói cái đó hết, đúng không? Ai muốn biết nửa sau thập niên 90 là gì, ghi chú lại cuối giờ hỏi. Giờ đi quá lan man. Xong, xong cái đường đầu tiên. Rồi giờ tới đường thứ hai là lên, phải không? Thì cũng vậy luôn. The rate lặp lại, còn không thì dùng chữ it thôi. Tăng, increase. Nhớ chưa thì quá khứ. Tăng mạnh, increase sharply. Ngoài chữ sharply còn những chữ khác nữa, nhưng mà thôi ở đây tôi muốn cho các bạn thấy rằng nghèo nàn từ vựng vẫn ghi được sharply. Rồi sao nữa? Từ 4,5 cho tới 6,5 đúng không? Lẽ ra là from about 4,5 phần trăm to about 6,5 phần trăm, lẽ ra là ghi như vậy. Nhưng mà tại vì cái câu này một lát nữa nó sẽ nằm ngay sau cái câu này, cho nên người ta đọc người ta tự khắc biết nó là sự tiếp nối. Cho nên ở đây mình đã nói nó tăng lên 4,5 thì ở đây mình khỏi cần lặp lại cái này nữa cũng được. Tôi sẽ để cho nó mờ lem ở đây. Chỉ cần ghi là increase sharply to là đủ rồi, cho cái câu nó gãy gọn. Mình sẽ được tăng điểm mạch lạc. Đừng nghĩ ghi dài là hay nha mọi người, ghi dài quá là lê thê. Mà lê thê là bị trừ cái điểm số 2 này. Rồi. Sao? Xong xong cái gì? Xong cái giá trị rồi tới cái gì nữa? Tới cái năm. Cũng tương tự, thay vì ghi between 1999 and 2000 đúng không? Nhưng mà cái 99 này đã ghi trên rồi thì ở dưới đây chắc chắn phải là từ 99 rồi. Vậy thời gian bây giờ mình ý 2000 chứ. Bây giờ mình chỉ cần ghi là để coi. In 2000 là được. Dạ. Vậy thôi, ok. Hoặc có nhiều bạn ghi hay lắm, để tôi ghi lại cho, tại tôi cũng không thích cách ghi này lắm, tại vì tôi nghĩ là cái việc tăng nó không phải xảy ra trong một năm. Cái giá trị thì đúng là trong một năm 2000 thật, nhưng mà cái hành động thì nó lại từ năm 99 tới 2000, cho nên mình nói là in the next one year, trong một năm tới, thì người ta tự khắc dùng toán cộng để cộng vô cái 1999 này, cộng thêm 1 thành 2000. Xong. Rồi, tiếp theo nữa là gì? Tăng nhẹ đúng không? Cũng vậy luôn. It cũng lại increase. Tại vì từ vựng tôi nghèo nàn mà tôi biết có mỗi chữ increase, decrease, tôi lấy làm vốn thôi. Rồi giờ tăng nhẹ nè. Nghèo nàn thì nghèo nàn chứ vẫn nhớ giùm tôi từ slightly nha các bạn. Rồi. Sao nữa? Tăng lên đến nhiêu? Đến này là khoảng 7,5 đúng không? To about 7,5%.
tới năm 2004 đúng không? Đó. Rồi. Chỉ cần ghi là between 2000 and 2004 là được. Nghèo nàn từ vựng mà, vẫn ghi được. Còn ai giỏi thì ghi trong nửa đầu thế kỷ. Xin lỗi, trong nửa đầu thập niên 2000. Rồi. Vân vân nha. Nhưng nhớ, tôi có nói rồi, đây là một cái đoạn văn. Cho nên mình không có ghi kiểu vậy, mình phải nối nó lại với nhau bằng những cái ngôn ngữ chỉ thứ tự như là firstly, next, after that, then, afterwards. Tất cả những cái đó trong cái bảng từ vựng tôi cũng đã cho luôn. À, tức là sau đó đó. Rồi được không? Nè, next. Phải cái không? Rồi lại next. Phải cái. Tôi biết có mỗi chữ next. Thì tôi ghi vậy thôi. Còn ai biết nhiều hơn thì cứ ghi nhiều hơn ha. Following this, vân vân. Rồi, thí dụ vậy. Và như vậy thôi, đã là một cái bài đạt yêu cầu rồi đó các bạn. Không dưới 5 chấm. Sure luôn. Các bạn có thể nghèo nàn về từ vựng, nhưng mình đã đạt được 3 tiêu chí còn lại. Mình đúng ngữ pháp mà. Mình mạch lạc tổ chức viết rất dễ hiểu. Và mình đúng đủ đạt thông tin, đủ 5 thành phần. Chắc chắn là đạt yêu cầu. Rồi còn ai giỏi nữa thì ngoài việc nói những cái sự thay đổi tăng giảm này đó, người ta còn thêm mắm dặm muối nữa. Các bạn sẽ nhìn thấy ở dưới những cái bài điểm cao đó là các bạn ấy có thêm mắm dặm muối bằng cách miêu tả những điểm đặc biệt. Điểm đặc biệt là sao? Là mấy cái điểm này nè, điểm đầu, điểm cuối, rồi điểm điểm đáy, điểm đỉnh, vân vân. Vậy thì tôi ghi thêm ở đây thôi nha. Màu xanh là ý gì vậy? Màu xanh là tôi làm thêm. À, ai hiểu thì tốt, không thì cứ bỏ qua. Không, tại vì mỗi ngày mình học một chút thôi, học chi nhiều. Vậy thì cái màu xanh là cái mà tôi sẽ dùng để mô tả những cái điểm đặc biệt đó. Chẳng hạn như cái điểm đầu tiên, cái điểm này. Năm 1995, mình chỉ miêu tả nó là bao nhiêu thôi. Không có tăng giảm gì hết trơn. Vậy thì tôi ghi nha. In 1995. Vào năm 1995. Thì the rate là nhiêu? 9,5% was about 9,5% hết. Vậy thôi. Rồi sau đó mình mới làm sao? Next. Rồi mình mới it. Rồi mình mới decrease sharply from about 2. À mà giờ khỏi cái này, bỏ này luôn. Cái này cho nó mờ lem luôn. Tại vì ở trước mình đã nói rồi. Đó đây nè, người ta hiểu không? Thí dụ vậy. Đó. Rồi xong rồi, này là điểm điểm cuối nè các bạn. Đạt đáy. Ai mà biết chữ đạt đáy thì ghi chữ đạt đáy vô. Chẳng hạn tôi ghi đây ha, giảm xuống còn 4.5 đúng không? À, đây. To about 4.5. Bây giờ tôi không có ghi đó mà tôi xóa cái này. Tôi để dành tôi ghi cái ý đạt đấy. Vẫn là cái này ha, vẫn là between and, nhưng mà tôi ghi là and. Reach. Reach a low of có nghĩa là đạt đáy. Từ này có nghĩa là đạt đáy thưa các bạn. Đạt bao nhiêu, đáy bao nhiêu thì mình thêm vô đây. Thì cái 4.5% này nè, tôi đã ghi vô đây rồi, 4.5%. Rồi. Và nhớ là phải chia thì nha. Reached. Vậy đó, câu của tôi đó. Vào năm 1999. Xong vậy thì cái bài mình nó sẽ nhiều màu sắc hơn. Năm 1995, tỷ lệ khoảng chỉ có là 90,5%. Sau đó nó đã giảm đáng kể. Giữa năm 95 tới 99. Trời ơi, các bạn có thấy nó lại thừa nữa không?
95 nói đây, 99 nói đây. Cho nên tôi sẽ dùng kỹ thuật của các bạn trong lớp, tôi sẽ không nói cái này, mà tôi sẽ nói thành là gì? 95, 99 là 4 năm. In the next 4 years. Rồi đi cho câu văn nó thêm phần màu sắc đỡ thừa. Lại nha. Năm 1995 tỷ lệ đạt 9,5%. Sau đó nó giảm đáng kể trong 4 năm tới và đạt đáy vào khoảng 4,5% vào năm 1999. Hay quá, câu này 700. Ví dụ vậy. Thôi xin được hết ạ. Ok mọi người, trời 40 phút. Ok không? Vậy ha, hy vọng là mọi người về nhà làm ha, làm được bao nhiêu cũng được. Rồi bây giờ ai có câu hỏi gì thì hỏi, kể cả người mới cũng vậy, tại vì nãy giờ coi như là tôi đã hướng dẫn lại rồi. Ai không hiểu chỗ nào cứ việc hỏi. Bấm nút giơ tay hỏi hoặc comment chữ tôi có câu hỏi là em sẽ nghe quý vị hỏi. Và những bạn mà về mà làm bài đó coi lại đi, để coi coi có hỏi gì không. Minh Kiệt nè, Minh Kiệt được như đây ha, điểm cao. Minh Đạt cũng thế, chị Bích Ngọc cũng thế, Bích Mạnh.